Hello mọi người, hôm nay mình sẽ làm clip về cuộc đời công nhân nha, mọi người trải nghiệm nha. Sáng cuộc sống của người công nhân thì ăn sâu cho chặt bụng nha mọi người. Rồi, mùi xôi xong, mọi người hãy theo mình nha, trải nghiệm cuộc sống thường ngày của thực tế đời thường đây. Hôm qua trời hơi mưa, đường hết. Giờ trên đường mình đi vô công ty nha mọi người. Trên đường đi cái đường thì nói chung thì nó mọi người thấy công nhân ngồi ăn uống không, đó đây đây đó ngồi cặp ở ngoài ăn uống là chuẩn bị vô ngày làm công. Ta ở ngoài là chuẩn bị ăn sáng và chuẩn bị vô là công ty làm. Rồi mình tới công ty mọi người. Rồi vô nhà xe. Đây là như bên nhân viên, là nhân viên phần lỗ đầu không nè. Đây mình là bên ngành cơ khí, ống tán bù lon đủ các kiểu. Nhân viên phan sẽ đắm đuối luôn. Đây đây là tổ trưởng Mai Lữ Khoan nè mọi người. Ông này Mai Lữ Khoan dữ dằn lắm nha. Đó mọi người thấy không, mình đang làm công việc thường ngày của mình là như thế đó, cuộc sống của người làm công đó. Để cho mọi người nhìn có một cái nhìn thực tế hơn và chân thật hơn của một người công nhân. Hello. Hello.
dễ đọc ha, dễ dễ ăn phải không? Chính xác. Rồi cuối cùng một ngày làm cũng đã xong. Giờ mình ra tập trung, anh em đang tập trung bấm thẻ đây mọi người. Một ngày mệt mỏi cuối cùng cũng đã xong.
đã về tới phòng trọ rồi. Bye bye mọi người. Hẹn gặp lại mọi người trong clip lần sau nhé. Mọi người sẽ nhớ để lại comment ở bên dưới video này. Đăng ký kênh ủng hộ Thực Tế Đời Thường nha. Rồi chúc mọi người có một ngày vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình, bên người thân. Bye bye. Hẹn gặp lại.